Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với TechLab ha. Thì hôm nay như các bạn cũng thấy thì trước mặt mình đây là một sản phẩm có thể nói là mới nhất của Vivo. Đó chính là mẫu Vivo X100S Pro ha. Thì cái máy này vừa được ở cái thời điểm mình làm video này thì cái máy này vừa được ra mắt cách đây khoảng hơn một tuần thôi, đó gần 2 tuần. Thì chúng ta sẽ có Vivo X100S, Vivo X100S Pro và Vivo X100 Ultra ha. Thì đây là phiên bản đứng giữa Vivo X100S. Rồi hãy cùng mình bắt đầu video mở hộp và trên tay ngay mẫu này nha. Mình cũng đang rất là mong chờ mẫu này. Ở thời điểm hiện tại á thì cái mẫu này các bạn sẽ tìm được một cái máy như mình full sale với cái mức giá dao động từ 16 cho tới 17 triệu đồng tùy nơi các bạn mua ha. Thì mình đánh giá đây là một cái mức giá khá là ổn để cho các bạn có thể trải nghiệm được những cái dòng máy flagship của Vivo. Còn trong khi đó, mẫu Vivo X100 Ultra thì cái mức giá của nó hơi bị cao. Theo mình nhớ là gần 30 triệu thì mức giá nó cao quá, mình không có với nó được, cho nên mình đã quyết định là mua mẫu này về và tiến hành mở hộp cho các bạn xem ha. Thì như các bạn cũng thấy thì ngay ở cái mặt tiền thì các bạn sẽ thấy là một cái hộp rất là quen thuộc theo đúng kiểu của Vivo luôn, hộp màu đen vuông vức và nhỏ nhắn. Chúng ta sẽ có logo X100S Pro ở đây, có dòng chữ là Vivo và dòng chữ Zai. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là dòng chữ bằng tiếng Tàu, nhưng mà mình đoán được luôn đây chính, nếu mà dịch ra tiếng Anh là Co-engineer with Zai, có nghĩa là ống kính cùng hợp tác với Zai đó. Ở trên đây các bạn sẽ thấy một cái điểm nữa, chính là Vivo và Euro 2024 ở Đức ha. Thì Vivo là một trong những hãng điện tử có sự kết hợp quảng bá với FIFA, cho nên là các bạn sẽ thấy là có mấy năm trước thì có World Cup, còn năm nay thì có Euro. Ở mặt lưng á, thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều dòng chữ bằng tiếng Tàu ở đây, và chúng ta sẽ có là cái nốt này là Titan, thì để cho mình biết đây chính là cái phiên bản màu Titan ha. Còn lại thì xung quanh không có gì hết. À, còn một cái đặc điểm nữa đó chính là máy chưa khui siêu thì các bạn sẽ thấy là ở Vivo thì sẽ có một cái phần ở đây để biết là cái máy này là máy còn nguyên vẹn ha. Rồi, mình sẽ tiến hành mở hộp và cho các bạn xem thử cái bên trong như thế nào ha. Bên ngoài là một cái siêu bằng ni lông. Cái siêu này thì có thể đóng lại bất cứ lúc nào, quan trọng là cái siêu kia thôi. Rồi, thì như các bạn cũng thấy thì ngay từ phần mặt trước thì chúng ta sẽ có cái máy luôn nằm ở ngay phần trên. Đó, cái phiên bản của mình đang trên tay là phiên bản màu Titan ha, màu hot trend năm nay. Ừ, nhìn máy khá là đẹp đó, tạm thời để sang một bên. Và xem thử tiếp tục ở bên trong chúng ta sẽ có gì. Và đây, đây chính là một cái ốp lưng ha, một cái ốp lưng dạng dẻo. Đó, nhìn cũng khá là đẹp, cầm cũng ok. Một cái tập sách hướng dẫn sử dụng, một cái cổng dây sạc, thì mình thấy dây sạc ở đây là từ C to C luôn các bạn, ngon. Một số hãng Trung Quốc bây giờ vẫn còn giữ lại cái A to C, khá là bất tiện, mình thấy C to C ổn hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái que chọt sim, cái phần trên này hình giống như là một hình trái tim vậy đó, nhìn khá là dễ thương. Và cuối cùng mình thấy đáng giá nhất luôn, đây chính là cái sạc 120W của Vivo ha. Đó, và sạc dạng C luôn. Thì cái mẫu Vivo X100 Pro, Vivo X100S Pro này thì sẽ có sạc nhanh có dây là 100W. Xin lỗi các bạn, sẽ có sạc nhanh có dây là 100W và sạc nhanh không dây là 50W ha. Nhưng mà vẫn được tặng kèm cái cục sạc 120W ở đây. Rồi, và có là tất cả những gì có trong hộp. Rồi, đến với nhân vật chính, khá là đẹp luôn. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở máy ra thử cho các bạn coi nhé. Rồi, nhưng mà cũng thấy thì trên tay mình đây chính là mẫu Vivo X100S Pro. Đó, thì nếu như không phải là cái phiên bản màu Titan này á, thì nếu như các bạn mà so với phiên bản mà Vivo X100 Pro ra mắt cách đây khoảng nửa năm á, thì nó gần như là không có sự khác biệt quá nhiều ha. Nhiều khi chúng ta sẽ không có thể nào nhận ra được. Thì đây, cái điểm đặc biệt của cái dòng Vivo X100S đó chính là chúng ta sẽ có một cái cụm camera rất là to ở đây.
Đó, và riêng cái phần camera của phiên bản Pro này mình đã thấy nó lồi lên khá là nhiều rồi. Cái việc mà nó lồi lên như vậy á là do cái máy này sở hữu một cái cảm biến kích thước lên tới 1 inch, cho nên là nhà sản xuất họ phải làm lớn như vậy ha. Và ngoài ra thì có luôn một cái hệ thống chấm rum quang học khá là xịn sò trong đây. Thì khi nào mà mình sẽ test thực tế thì mình sẽ nói cho bạn biết là nó chống rung nó tốt cỡ nào ha. Còn ở hiện tại thì mình thấy là cái cụm này nó rất là lớn và nó chiếm gần như là 1/3 mặt sau luôn. Nhìn rất là đẹp ha. Đó, thì không biết là cái mẫu X100 Ultra nó còn lớn hoặc dày hơn thế nào hay không, chứ phiên bản Pro này mình thấy nó khá là khủng rồi đó. Ngoài ra nếu như mà các bạn mà mua cái phiên bản mà Vivo X100S bình thường á, thì cái cụm camera này nó sẽ ít lồi lên ha, nó sẽ ít lồi hơn ha, bởi vì cái cảm biến nó sẽ nhỏ hơn. Rồi, và đây là phần cạnh của chiếc Vivo X100S Pro này. Thì ở bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có một cái cụm tăng giảm âm lượng ở đây, một cái nút nguồn ở đây, một cái anten sóng ở đây. Ở bên cạnh trái thì chúng ta sẽ không có gì hết, chỉ có hai vạch anten thôi. Cạnh trên thì chúng ta sẽ có một cái dòng chữ là Professional Photography, có nghĩa là nhiếp ảnh chuyên nghiệp ha. Thì cái này là cái câu slogan của dòng Vivo X từ đó đến nay rồi. Và chúng kế bên thì chúng ta sẽ có một cái lỗ mic, và kế bên nữa sẽ là một cái cổng hồng ngoại. Thì cái cổng hồng ngoại này á, sẽ giúp cho các bạn có thể làm remote, tiến hành điều khiển TV, máy lạnh trong nhà một cách thoải mái. Rồi, về cái phần cạnh đáy thì chúng ta sẽ có một cái khe SIM ở đây, một cái mic thứ hai, một cái cổng USB-C và một cái cặp loa ngoài ở đây ha. Thì ở trên mình không có thấy loa ngoài. Thì suy ra thì cái máy này sẽ có một cụm loa kép, nhưng mà sẽ không phải là trên dưới đối xứng nhau, mà sẽ có một cái ở bên dưới và một cái được tích hợp ngay phần loa thoại ở đây ha. Đó. Rồi, thì nói sơ một chút thì mình thấy là cái độ hoàn thiện của cái những cái phần ngoại thất bên ngoài mình thấy khá là tốt ha các bạn. Đó, cái màu làm rất là đẹp luôn, đúng chuẩn titan luôn. Nếu như các bạn mà nhìn cái màu titan ở trên con Samsung Galaxy S24 Ultra, hoặc là trên con Xiaomi 14 Pro, hoặc là gần nhất là con iPhone 15 Pro Max á, thì sẽ thấy có cái sự tương đồng đối với chiếc máy này ha. Nó làm rất là ổn ha. Đó, thì nhìn chung nếu như các bạn nào mà có khả năng mà kiếm được cái phiên bản màu titan như mình thì nên lựa chọn ha. Màu đẹp nhất năm nay và cũng như đẹp nhất trên cái dòng này rồi. Nhìn nó sự ấn tượng và phá cách ha. Rồi, để mình thử coi nếu như cái phiên bản này của mình mà mình ốp cái ốp lưng này vô thì nó sẽ như thế nào. Đây, đây chính là chiếc Vivo X100S Pro mà khi ốp mặt lưng vô ha. Thì nhìn chung thì nó vẫn giữ được cái màu titan này, nhìn rất là đẹp. Nhưng mà nếu như mà các bạn là một người xài kỹ á, thì các bạn có thể gỡ ra luôn. Bởi vì cái cảm giác mà cầm cái mặt lưng với cái phần khuôn viền này bằng không á, mà không có cái ốp á, nhìn nó rất là phê nha các bạn. Nhìn quá là ổn luôn. Đó, quay qua quay lại nè, thấy cái đường đèn nó phản chiếu ánh sáng nhìn rất là đẹp ha. Thì hồi nãy mình chưa có show kỹ cho các bạn coi, thì ngay phần đây thì các bạn sẽ thấy cái dòng chữ là Extreme Imagination. Đó, Vivo và Zai kết hợp với nhau. Ở trên đây thì các bạn sẽ thấy là cái dòng chữ nói về cái ống kính có trên chiếc máy này ha. Thì như các bạn biết á, thì ở điện thoại á, trong các dòng camera ở điện thoại tính tới thời điểm hiện tại á, thì có hai cái nổi bật nhất, đó là ống kính Leica xuất hiện ở trên, trước đây là Huawei, bây giờ là Xiaomi. Còn ở trên chiếc Vivo này sẽ là kết hợp với Zai ha, thì chúng ta sẽ có dòng chữ là Vario APO Sona Pro 1.75-2.5 sẹt 15-100 ASBH. Đó, nhìn rất là xịn ha. Thì chứng tỏ là cái cụm camera này, nếu mà dùng thêm một cái từ mà trước đây mà hay trong giới chụp ảnh hay nói, đó là tiêu cự từ nhà tới trường ha. Với hệ thống ống kính này, các bạn có thể chụp góc ống, chụp phong cảnh này với góc siêu rộng nè, chụp góc tiêu chuẩn hoặc là zoom lên cho tới tối đa là 100x. Đó, nói chung là rất là hay ha. Và có một cái điểm nữa là các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái cụm đèn flash LED nằm ở bên ngoài, ba tông màu ở đây. Đó, mình thấy nó hơi bị lạc quẻ ha. Nếu như mà cái cụm đèn flash này mà nằm bên trong hoặc là tích hợp như thế nào đó, hay cái viền bên ngoài nó làm sáng lên luôn đó, thì nó sẽ đẹp hơn. Còn này thì nó hơi bị lạc chút xíu. Nhưng mà nhìn chung thì mình thấy cũng không có một cái điểm gì gọi là quá chê ha. Đây, show một lần nữa cho các bạn coi này. Rồi, và bây giờ mình sẽ tiến hành bật máy lên để xem bên trong nó như thế nào ha.
Rồi khi mà các bạn mà lần đầu tiên mở máy lên thì các bạn sẽ thấy ngay cái giao diện của chiếc máy này là Origin OS ha. Thì ở thời điểm hiện tại thì chiếc Vivo X100S Pro hiện tại chỉ mới có hàng xách tay từ thị trường Trung Quốc nha các bạn. Còn cái phiên bản dành cho thị trường quốc tế thì mình chưa thấy có và cũng không biết có hay không ha. Đó thì phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc thì các bạn sẽ thấy là sẽ có tiếng Anh, có tiếng Tàu và không biết là có tiếng Việt hay không, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là tất cả những thứ mà đăng nhập vô thì đều là tiếng Trung Quốc cả. Đó. Đâu để mình thử coi có đổi được thành tiếng Anh hay không. Đây. Và khi các bạn nhấn vô thì có rất là nhiều thứ tiếng ở đây ha, để mình xem có tiếng Việt hay không. Và có tiếng Việt luôn nha các bạn, mình sẽ nhấn thử vô. Đó, và sẽ có tiếng Việt luôn. Rồi, và mình sẽ tiến hành gọi là đăng nhập Wi-Fi vô và cho bạn coi trong bên trong ha. Rồi, như các bạn cũng thấy thì mình đã tiến hành đăng nhập vô đầy đủ rồi ha. Thì cái đầu tiên mình muốn test thử cho các bạn coi chính là cái cảm biến vân tay ha. Đó, rất là nhạy luôn nha mọi người. Và cái cảm biến này thì mình thấy nó một cái điểm nó vẫn còn tồn tại, đó là nó đã hơi thấp nha. Trên các dòng Oppo, Vivo thì mình không hiểu sao là trong những năm gần đây thì làm cái cụm cảm biến vân tay này hơi thấp, nếu mà nó cao lên một chút thì nó sẽ ổn hơn. Và để nói luôn thì ở trên phiên bản Vivo X100S và X100S Pro vẫn là cảm biến vân tay quang học bình thường thôi. Còn nếu như các bạn mà lên cái mẫu mà Vivo X100 Ultra thì các bạn sẽ có vân tay siêu âm thì nó sẽ xịn sò và nó bảo mật hơn ha. Nhưng mà mình thấy thì quang học ở trên chiếc máy này nó cũng khá là ổn ha. Thì ở cái nhìn đầu tiên các bạn sẽ thấy là đây là một cái màn hình có kích thước lên tới 6.78 inch và được làm cong hai bên, nhìn rất là đẹp. Tấm nền thì chắc chắn phải là AMOLED rồi, dạng LTPO, 1 tỷ màu, tần số quét là 120Hz. Và nhà sản xuất công bố là chiếc máy này có một cái độ sáng màn hình lên tới 3000 nits. Thì bây giờ mình mở hộp chiếc máy này vào ban đêm cho nên là mình chưa có biết là đi ngoài sáng như thế nào ha. Nhưng mà mình đã từng xài một cái máy có độ sáng màn hình cao, đó chính là con Xiaomi Redmi K70. Thì cái con đó có độ sáng lên tới 4000 nits tối đa. Mình xài ngoài trời thì nó rất là ổn luôn, cho nên mình thấy là cái con này thì chắc chắn nó cũng sẽ vậy thôi. Bởi vì 3000 nits thì nó cao lắm rồi các bạn. Đó, nó cao hơn hẳn cái con Honor Magic 5 Pro mà trước đây mình đã từng review cho các bạn xem ha. Rồi, và đây là chính là cái giao diện Origin OS ha. Thì cảm nhận ban đầu của mình về cái giao diện này nó rất là mượt nha mọi người. Nhìn rất là ổn luôn. Đó. Đây chính là cái điểm mạnh của những cái máy Trung Quốc từ trước đến nay ha. Chỉ cần các bạn thấy ý không, Xiaomi hay là Vivo gì đó, chỉ cần là cái phiên bản nội địa thì cái ROM của nó rất là mượt mà luôn. Nó mượt hơn hẳn ROM ở phiên bản quốc tế. Nhưng mà có một điểm cần lưu ý đó chính là đây, các bạn thấy đây đúng là một cái giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt. Vẫn còn một số chữ tiếng Trung không quá là nhiều, hoặc là những cái app này các bạn có thể xóa được. Nhưng mà có một cái đó chính là các bạn sẽ không có Google Play ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà trên những dòng máy Vivo thì nó sẽ dễ dàng cài hơn là Huawei. Bởi vì Vivo thì không hề bị Mỹ cấm vận, cho nên nó là Google vẫn có chơi được với Vivo, cho nên chúng ta có thể dễ dàng cài. Thì cái việc cài và check thông báo như thế nào thì mình sẽ gửi các bạn cho bài review chi tiết ha. Còn đây là bài hand on thì mình sẽ nói nhanh mà thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vào bên trong cho các bạn coi cái cấu hình bên trong của chiếc máy này ha. Đây, và đây chính là cái mẫu máy Vivo X100S Pro. Các bạn sẽ thấy là chiếc máy này có một con chip gọi là MediaTek Dimensity 9300 cộng. Đây là cái vi xử lý mới nhất của nhà MediaTek rồi. Đó, cái phiên bản X100 trước đây thì sẽ chạy là Dimensity 9300. Con này thì lên 9300 Plus để cạnh tranh trực tiếp với cái mẫu Snapdragon 8 Gen 3. Mình có coi một số những cái bài review ở nước ngoài đó thì cái con chip này nó sẽ cho một cái hiệu số benchmark nó cao tương đương với Gen 3. Thì như thế nào lát nữa mình sẽ tiến hành gọi là đo benchmark và lồng vào cái view này cho các bạn coi sau ha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có là phiên bản mình đang trên tay là phiên bản có bộ nhớ trong là 256GB, RAM là 12GB, RAM ảo là 12GB nữa, tổng cộng là 24GB. Thêm một cái nữa là mình thấy là nó ghi đó là nén lưu trữ 20GB. Là cái gì thì mình cũng không biết nữa, nhưng mà mình sẽ tìm hiểu sau ha. Và trên cái máy này sẽ có thêm một con chip nữa là chip V3 của Vivo. Thì con chip này là một con chip hỗ trợ cho việc một con chip hình ảnh ha, giúp cho các bạn có thể chụp ảnh đẹp hơn, tốt hơn. Đó. Thông tin phiên bản thì chiếc máy này đang chạy ở trên Android 14 nha mọi người. Đó, Android 14 mới nhất luôn và cập nhật phần mềm mới nhất vào ngày 29 tháng 5.
đó, vẫn còn rất là mới ha, Android 14 ở đây luôn ha. Đó, bấm vô các bạn sẽ thấy. Rồi, như các bạn đã thấy đây thì mình đã tiến hành đo thử cái bài đo quen thuộc là AnTuTu Benchmark trên cái mẫu Vivo X100S Pro này. Đang chạy con chip Dimensity 9300 cộng, thì bạn thấy không? Cái số điểm cực kỳ cao luôn ha. Lên tới là hơn 2 triệu điểm, là 2.045.233 điểm ha. Thì con số này có thể nói là khá là tương đồng với cái mẫu Snapdragon 8 Gen 3 ha mọi người. Thì như mà cũng thấy là khi mà đo ra thì cái điểm GPU rất là cao nè, cái điểm bộ nhớ cũng cao và CPU cũng cao ha. Nhưng có một điểm các bạn cần lưu ý là cái việc đo này khiến cho cái máy tăng lên tới 14,5 độ C và tiêu hao tới 10% pin ha. Lúc nãy khi mà mình đo xong mình cầm lên thử á, thì cái phần viền hai bên nó nóng kinh khủng luôn, tới cái mức mà mình không cầm trên tay nổi luôn, mà mình phải để đây để show cho các bạn coi ha. Thì không biết á, là khi chiếc máy này mà chạy những cái game nặng chẳng hạn như là Genshin Impact á, thì nhiệt độ tỏa ra thì sẽ như thế nào. Thì cái này mình sẽ hẹn các bạn lại trong cái bài review chi tiết, mình sẽ nói rõ hơn ha mọi người. Rồi, bây giờ sẽ tới cái phần quan trọng nhất ở trên chiếc máy này ha, đó chính là cái phần camera. Thì sẽ nói trước về camera đằng trước ha. Thì cái camera đằng trước các bạn sẽ thấy là một cái dạng đục lỗ tròn ở đây, rất là nhỏ thôi. Thì cái lỗ này có một cái cảm biến lên tới 32 megapixel, ống kính khẩu độ f2.0 và nó có khả năng quay video. Đó, mình sẽ test thử liền cho mọi người xem luôn. Và chiếc máy này ở camera đằng trước thì các bạn sẽ thấy nó quay được Full HD 30fps hoặc là 60fps. Khi chuyển lên 4K thì các bạn vẫn có thể quay được 30fps hoặc là 60fps luôn. Quá hay. Đó, một số những cái dòng flagship của Xiaomi ở thời điểm hiện tại chỉ quay được Full HD 30fps. Con này đã lên được như vậy là quá ngợp ổn rồi. Đó, không hổ danh là Vivo, rất là chú trọng đến việc quay video ha mọi người. Rồi, nói tiếp về camera đi. Thì chiếc máy này sẽ có tổng cộng là 3 cái camera cùng có độ phân giải là 50 megapixel. Trong đó thì cái cảm biến chính có kích thước cảm biến lên tới 1 inch là Sony IMX989. Nếu như mà các bạn mà lên đời thêm nữa là lên con X100 Ultra thì các bạn sẽ có một cái cảm biến cũng 1 inch của Sony nhưng mà sẽ là thế hệ mới hơn ha. Còn con này thì là 989. Nó giống như là ở trên con Xiaomi 13 Ultra hoặc là Xiaomi 13 Pro các bạn. Ống kính tiếp theo là một cái ống kính tele zoom quang học cũng độ phân giải là 50 megapixel và nó cho cái khả năng zoom quang học lên tới 4.3x, có chống rung quang học OIS luôn. Và cuối cùng là một cái cảm biến 50 megapixel đi kèm ống kính góc siêu rộng lên tới 119 độ và cũng có khẩu độ rất là lớn là f2.0. Thì các bạn thấy không, mình khá là thích những cái máy nào mà có những cái camera nó đồng bộ với nhau, nó giống như trên iPhone vậy đó. Thì khi mà các bạn zoom ra zoom vô hay là chuyển góc máy á, thì chất lượng hình ảnh nó không bị thay đổi ha. Thì cái đó là trên lý thuyết thôi, còn khi nào mà mình test thực tế thì mình sẽ gửi cho các bạn bài đánh giá của mình trong bài review, những cái đánh giá của mình trong bài review ha. Rồi, bây giờ tới cái đây, mình sẽ show cho các bạn coi cái hệ thống chụp hình của chiếc máy này. Thì ở cái giao diện chính á, thì nó cũng khá là dễ xài ha. Các bạn có thể vuốt qua vuốt lại để chuyển qua nhiều chế độ. Vivo thì từ trước đến nay có rất là nhiều chế độ chụp nha mọi người. Đây, và ở chế độ mặc định á, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 cái mức zoom khác nhau. Cái đầu tiên là ống kính góc tiêu chuẩn nè. Cái tiếp theo là ống kính zoom, ống kính góc siêu rộng 0.6x. Tiếp theo nữa là 2x thì tương đương với 50mm 46 hoặc 50 lên tới 4.3x và cuối cùng là 10x và các bạn có thể zoom kỹ thuật số lên tới 100x luôn. Thì nói chung là 100x thì chỉ để cho vui ha. Theo mình, kinh nghiệm của mình thì các bạn zoom tầm 10x mà nó đẹp là quá ổn rồi. Đó. Và khi mà chuyển qua giao diện, đây là giao diện quay video từ camera sau nè. Thì các bạn sẽ thấy đó là quay camera sau thì chiếc Vivo X100S Pro này có thể quay được Full HD thì không phải nói rồi, quá đơn giản. 4K thì có 30-60fps và lên 8K thì chúng ta sẽ có là 8K 30fps luôn, khá là xịn sò ha. Nhưng mà theo mình nghĩ thì các bạn chỉ nên quay ở 4K thôi, chứ 8K bây giờ vẫn chưa có thực sự là hữu dụng lắm ha. Ngoài ra chúng ta sẽ có một số những cái tính năng khá là hay ho khác, chẳng hạn như là bộ lọc nè. Bộ lọc có hai bộ lọc màu chính là rực rỡ đậm đà và thêm một cái nữa là bộ lọc của Zai. Đó, khá là hay, rất là nhiều bạn rất là thích bộ lọc màu này ha. Và khi chuyển qua một cái nữa là chúng ta sẽ có một cái nữa là
chân dung điện ảnh. Đó, chúng ta sẽ chuyển qua một cái nữa gọi là chân dung điện ảnh với rất nhiều những cái chế độ làm đẹp. Đó, mình sẽ tiến hành test và kể cho các bạn ha. Còn khi mà chuyển qua chế độ thêm đi thì các bạn sẽ thấy là có ở Vivo X100S có rất là nhiều những cái tính năng chụp khác nhau ha. Chụp độ phân giải cao nè, chụp tài liệu, chụp phong cảnh và kiến trúc và có chữ dài luôn. Ồ, cái này khá là hay, để mình test thử. Và chế độ Pro. Đó, chế độ Pro thì chúng ta sẽ có thể chỉnh được rất là nhiều những thứ bên trong. Rồi, và đó là tất cả những gì mình muốn nói trong cái video mở hộp cái mẫu Vivo X100S Pro này ha. Nhìn chung á thì với một cái mức giá ở thời điểm mới hiện tại rơi vào khoảng 16 cho tới 17 triệu đồng cho máy nguyên siêu như vậy á, thì mình nghĩ sau một khoảng thời gian nữa, tầm 1 cho tới 2 tháng nữa với những cái máy khoảng gọi là full box 99% thì nó sẽ về cái mức giá tầm là 13-14 triệu đồng. Thì đây là một mức giá gọi là khá là tốt cho những gì chiếc máy này có thể mang lại ha. Thì chúng ta sẽ có một cái màn hình lớn, độ phân giải cao, đẹp, cấu hình rất là tốt, sạc nhanh, hệ thống camera thì quá là xịn sò rồi. Và một cái thiết kế rất là đẹp ha. Đó, màu titan cực kỳ đẹp luôn. Rồi, và đó là những gì mình muốn nói trong cái bài mở hộp và trên tay nhanh cái mẫu Vivo X100S Pro này ha. Các bạn mà muốn mình test những cái gì ở trên cái mẫu máy này thì hãy comment bên dưới nha. Trong quá trình mình làm bài review chi tiết thì mình sẽ lưu ý những cái điểm các bạn nói và sẽ coi các bạn câu trả lời trong video tiếp theo nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.